Sau khi đó mà Thanh Bạch bắt đầu hôm ấy làm MC lên công bố là được giải nhất. Trời ơi, là bữa đó là em thi là thi nhảy gì hát hay sao em? Thi cả nhảy cả hát luôn. À, nhảy hát là một mình hay là một nhóm? Là một mình em. Một mình. Trời ơi, tao một mình, một thân, một người đó mẹ. Kiểu như là người ta nói bố la bố la gì, em cũng không hiểu. Lên nhận giải xong đi xuống bảo, ôi chú ơi con được giải gì ạ? À, chú con được giải nhất ở Góc Con. Ủa dễ hả? Ủa dễ hả? Xong rồi em mới bảo là à dạ dạ rồi xong rồi tiền thưởng là ba mẹ vào lấy. À, ba mẹ vào lấy. À, chú còn nhớ à vậy còn chú nhớ cái mức tiền thưởng là bao nhiêu chú? Cái mức tiền thưởng đó đấy là 1.000 đô. 1.000 đô. Trời ơi. Là năm nó năm mấy chú? Năm 2013. Ôi 13 là 1.000 đô là nhiều. Cái nhớ lắm ra đó là bài gì không anh? Sao mà cứ xăm xăm vô tiền bạc cái tiền đó 1.000 đô mình về làm gì chú? Vâng thấy chưa? Một bà 1.000 đô là cái đợt đấy là họ thực sự là chưa phát lại cho mình, tức là họ bảo là để đi Mỹ đào tạo. Sau đó đến năm 14 thì là có trục trặc không tổ chức đi tiếp một đợt được cái đợt nữa. Mất 1.000 đô luôn. Thế là 1.000 đô đó mình hỏi ông A chỉ cho ông B. Yeah. Ông B chỉ ông A thôi mình là thôi tiếp cục là mình lấy cái tấm huy chương về cũng là vinh dự. Nhưng mà anh nhớ bài gì không anh? Nhưng mà anh nhớ bài gì? Hồi hà hát là bài Trống Cơm này. Với là cũng một tiết mục mà hát cũng vừa hát vừa nhảy của Michael luôn ạ. Mà một mình con thôi. Là một mình con. Wow. Rồi năm bao nhiêu tuổi em mới vào lập nghiệp nè? Cũng là do bố mẹ luôn. Hôm đấy là em đang ngồi trong nhà, tự nhiên ba em chạy về bảo có một cái chương trình này vừa điện bố bảo là mời tham gia casting. Sau khi tìm hiểu các thứ thì bảo là đúng là chương trình này rất là quy mô. Và kiểu như là em với cả bố cả mẹ thảo luận với nhau luôn bảo là mình đi tham gia để cọ sát với cả giao lưu học hỏi thôi chứ cũng không có cái tinh thần quá là chiến đấu cay gắt gì cả. Thì cũng vào đây xong bắt đầu casting xong rồi thi rất là nhiều vòng. Cuối cùng là được đậu vào trong cái nhóm hiện tại bây giờ con đang hoạt động là nhóm P336. Từ đấy là ba mẹ bắt đầu cho con vào đây sinh sống và lập nghiệp luôn. Là năm đó bao nhiêu tuổi vậy? Năm đó là năm 14 tuổi ạ. 14 tuổi thì vô đây học hành sao? Đã học hành là chuyển vô đây luôn ạ. À chuyển vô đây. Ủa rồi bố đi theo không hay là bố ngoài quê? Dạ không, em vào đây là hồi đó là ở với nhóm ạ. Mới 14 tuổi 14 mà một tuổi. Thân một mình vô đây luôn. Em vô đây mà thì mình không bao giờ muốn bắt buộc chuyện đó cả bởi vì không bao giờ bố mẹ gia đình muốn con đi xa cả. Yeah. Nhưng mà giữa em Tiến Thắng với L này đã nói một câu là bố mẹ phải để cho con đi vì con đã diễn ở ngoài Bắc là rất nhiều rồi. Phải con vào trong kia con lập nghiệp cũng được. Nếu mà con có cơ hội này mà hơn nữa thì con đi sớm hơn một năm nữa rồi cơ. Bây giờ con nó đòi đi thế là về đồng mê thì chẳng lẽ mình không đi nhưng mà trong lòng gia đình là rất là khổ sở, rất là nhớ từng ngày hàng ngày mấy cú điện thoại hỏi cho con xem tình hình ăn uống cho hồi là có người đưa đi học xong là về ở nhà chung nhưng mà cũng là rất là khổ vì 14 gần 15 tuổi nữa là cho đi là rất là khổ, nhà hơi sốt ruột chuyện đó. Rồi vào ở trong này là thành công liền chưa con, rồi có sản phẩm liền ngay chưa hay là cũng phải vật vã bao nhiêu lâu? Cái điều mà con cảm thấy rất là may mắn tại vì là bố mẹ của con mặc dù không làm ở trong ngành nhưng mà rất là ủng hộ con trong cái con đường này. Song song con hoạt động với cả nhóm thì vừa qua con có trao ra một MV đầu tay solo mang tên là Anh Không Thèm Chấp Đâu. Nhiều lúc anh bực mình nhưng anh không thèm chấp đâu. Có như cực hình anh cũng không thèm chấp đâu. Chỉ cần làm em vui là cuộc đời tươi mới. Đơn giản là được thấy em cười thôi. Và sau ngay đó là vào ngày sinh nhật của con thì con cho ra một single do tự tay con sáng tác luôn mang tên là Win, được đặt tên theo các bạn fandom của con luôn. Trẻ quá trời, mới có hai mấy tuổi thôi em? Là 18. 18. Trời ơi, 18 tuổi à. Bước đâm ba tay em cứ bước đi. Tốt nghiệp phổ thông chưa con? Là con vừa mới tốt nghiệp mà cấp 3. Trời ơi, cái đường em nó rộng, cái đại lộ bông tay đó em nó rộng lắm em. Quá trời. Hai cha con xa nhau như vậy rồi có tật xấu nhiều không anh? Dạ chương trình này con tôi vô số tội á cho nên chú kể thoải tật mái. Tật xấu chú. Thì có tật xấu. Dạ dễ dụng có chứ. Cái tật xấu đầu tiên nhất là chơi với các cháu trẻ con. Nhiều khi chẳng hạn như trẻ con đang cầm một con búp bê thì đấy, thế là rằng của nó ra thì sao cháu nó khóc thì bố đứng cạnh đấy bảo thôi con giả cháu đi, không cháu nó khóc. Không giả, lo được cho cháu nó khóc thoải mái thôi bắt đầu nó giả. Đấy là tật xấu. Trời. Cháu. Đã trở thành cháu thứ hai đôi khi cả kiểu tay chân nói nước không được đàng hoàng vỗ ông ta dường như người ngoài Bắc không phải trong này như là ngoài Bắc nhưng mà ít tuổi hơn mà vỗ ông tay như này là không tôn kính những người cao tuổi đấy.
Như có nào chú nói liền không chú, nào chú thấy về cái chú dài liền không chú? Có, sau đó thì mới rằng đây chú thua tình đành. Dạ, còn tật xấu nữa không chú? Ăn uống làm sao, dọn dẹp có dọn dẹp không, có rửa chén giặt đồ? Anh chú uống thì nói chung là thì thôi, thì được cái là ăn uống là rất tự nguyện đi rửa bát, nhưng còn cái sống để nó sống một mình ở trong này, quần áo thì hơi lộn xộn. Đi diễn về một cái là nó vứt đến bà con đây, con để những bộ giặt cho vào một sọt và giặt là bộ nào treo lên, vứt đầy nhà lộn xộn, nói chung là không được gọn gàng và lộn xộn. Dạ. Bây giờ còn chọc trẻ con không con? Có, tại vì kiểu... Ủa, ở đây rồi trẻ con nó cho em chọc. Dạ, không, trong này không có, nhưng mà kiểu lâu lâu con ra ngoài Hà Nội thăm gia đình. Hay thích chọc trẻ con hả? Đây, bây giờ tôi sẽ đọc lá thư của mẹ ta. Ủa là mẹ Minh Nơ viết ở đây? Viết ở đây, gửi. Đọc chương trình. Đọc cho chương trình. Con trai yêu của mẹ. Trời ơi, nghe đứt ruột không? Cách đây 18 năm đã có một câu chuyện ly kỳ và hạnh phúc trong cuộc đời của mẹ. Đó chính là nhà mình được chào đón thêm một thành viên mới. Sau khi làm một loạt các kiểm tra bác sĩ nói rằng chị có bầu đến tháng thứ 3 rồi. Thật sự mẹ rất là bất ngờ, nhưng cũng không kém phần vui mừng. Vì thú thật, ở cái tuổi 43 của mẹ lúc đó, việc chào đón một đứa bé là một việc mà không phải ai cũng làm được. Nhưng nỗi lo lắng đã đi cùng mẹ thêm 6 tháng tiếp theo. Và rồi cuối cùng cũng đến ngày mẹ được ôm con trong vòng tay. 1 năm, 2 năm, rồi cũng đến lúc em bé của mẹ vào mẫu giáo. Cũng lúc đó bố mẹ phát hiện ra niềm đam mê âm nhạc của con. Đôi khi mẹ chỉ nghĩ rằng đó là niềm đam mê yêu thích của trẻ con. Nhưng rồi dần dần, từ học hát đến học nhảy, rồi sau đó là học các bộ môn nhạc cụ, niềm đam mê âm nhạc theo con lớn lên từng ngày. Mọi người hay nói con hát thì mẹ khen hay, nhưng không sao cả. Đối với mẹ, cậu bé còi xưa ngày nào của mẹ thật tài giỏi. Cậu bé đó luôn chứng tỏ cho bố mẹ biết niềm đam mê âm nhạc một cách rất là rõ rệt. Tuy nhiên, có một điều thế này, chàng trai Winner tỏa sáng trên sân khấu và được nhiều người yêu mến ở ngoài đời, nhưng khi về nhà là một chàng không chịu chia sẻ. Đôi khi mẹ nhận được vài cuộc điện thoại là em Winner bị sốt, bà Winner bị cảm đó cô. Trong khi con thì không hề báo tin cho ba mẹ biết. Con luôn nói không có gì ạ, bình thường ạ. Con là một người sống tình cảm nhưng không chịu lắng nghe và chia sẻ cùng mọi người. Đây là một điều thiệt thòi con ạ. Mẹ mong rằng con sẽ sớm thay đổi, chia sẻ hơn với mọi người con nhé. Mẹ yêu con và luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của con. Mẹ luôn ủng hộ con. Cố lên chàng trai của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều. Cảm xúc của em như thế nào khi mà nhận được những lời nhắn nhủ như là bức thư của mẹ nè Winner? Thì thực ra là em cảm thấy rất là bất ngờ. Vì kiểu như là cũng như là mẹ em chia sẻ thì kiểu ít khi mà mẹ con em kiểu như là tâm sự với nhau ấy, hay kiểu như là ngồi lại với nhau hay nói về chuyện này kia, chỉ lâu lâu nói về cuộc sống thôi chứ không nói nhiều quá. Cảm thấy mẹ viết này cảm thấy rất là vui và xúc động và chỉ muốn chạy về ôm mẹ một cái thôi. Rồi mà bây giờ xa quá không có thể nào chạy về mà ôm mẹ được. Vậy sẵn đây có chương trình, nếu như mẹ đang coi tivi thì em có đôi lời gì muốn nói với mẹ của em không? Hello mẹ. Từ nãy đến giờ nếu mà mẹ có xem thì bố cũng có bóc phốt con một số chuyện, nhưng mà con nghĩ là cũng chưa đủ từ bé đến giờ con gây ra cho bố mẹ đâu. Tại vì hơn ai hết là con cũng biết là con là một đứa rất là cứng đầu với cả nóng tính này nọ, nhiều khi khiến cho bố mẹ rất là phải suy nghĩ rất là nhiều. Con biết điều đấy mà. Nhưng mà tại vì là con trong này thì cuộc sống của con cũng khá là ổn, với cả con không muốn bố mẹ phải suy nghĩ và bận tâm nhiều về con, nên là đúng là như mẹ nói con ít khi chia sẻ thật. Nhưng mà con nghĩ là sau cái buổi hôm nay thì con sẽ cố gắng cải thiện lại cái điều này. Và nếu mà có chuyện gì vui, bất kể vui hay buồn hay là có chuyện gì đó, thì con sẽ luôn luôn cố gắng chia sẻ bố mẹ nhiều hơn. Trời ơi, yêu mẹ. Dạ, con yêu mẹ không kìa. Thôi bác gái nhà khóc quá trời.